Xin chào các bạn, bản tin xe buýt ngày 26 tháng 12 năm 2022, tôi là hình ảnh hậu trường diễn xuất của Bạch Lộc, Trịnh Thư Ý và Vương Hạc Đệ Thời Yên, tôi em phim gì ai vi doanh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.